Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm nó có tên là cảm cúm. Nó dùng để điều trị các bệnh giống như là vận chuyển đường xa, thay đổi thời tiết, mưa nắng thất thường, con vật nó sẽ bỏ ăn. Cũng như được sử dụng trong các trường hợp tiêu chảy, viêm phổi. Thuốc này của công ty Á Châu Farm là công ty thuốc thú y Á Châu các bạn. Ở Cần Thơ, gói này 5g. Chuyên trị nè, cảm cúm trên gia súc, gia cầm, chó mèo cũng xài được. Thành phần nè, trong 1g có chứa kháng sinh oxytetracycline, có anazin để giảm sốt, vitamin C tăng cường sức đề kháng, vitamin B1 để bổ máu, kích thích thần kinh. Công dụng trị tiêu chảy, nhiễm trùng đường máu, trị ho, sổ mũi, phòng bệnh trong những trường hợp thay đổi môi trường và thời tiết. Liều và cách dùng, trộn vào thức ăn hoặc uống. Ở trâu bò 1g trên 6 đến 8 kg thể trọng trên ngày. Ở heo 1g trên 3 đến 4 kg thể trọng trên ngày. Gà vịt cúc 1g trên 1 cho tới 2 kg thể trọng trên ngày, hoặc 1-2g trên 1 lít nước uống trên ngày. Dùng liên tục từ 3 cho tới 5 ngày. Thời gian ngưng thuốc để lấy thịt gia súc thì 10 ngày, gia cầm thì 7 ngày, để lấy trứng thì 1 ngày. Túi này nó có trọng lượng là 5g. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thích hãy bấm like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Bên cạnh đó thì các bạn đừng quên bấm nút đăng ký để cập nhật những cái video mới nhất bên mình. Chào các bạn.